Em ơi, tình hình sao? Tình hình là tình hình cái gì anh nhỉ? Tình hình em bảo con này 200 thì bán đi thôi chứ để làm gì hả? 200 á? 200 anh mua con 2 là 7 hay là 8 đi, còn của em 2011 mà anh trả 200. Bây giờ rẻ thì mua thôi chứ đắt mua làm gì? Đắt thì bây giờ đầy xe thiếu gì? Giá có giá của thị trường. Anh mà trả con này 200 thì khả năng anh mua con 2107, 2108. Nhưng bây chị chắc này bây giờ em bán con này bao tiền? 350 triệu, có bớt nhưng bớt một chút thôi. À, vâng. 350 triệu à? Đúng nhưng rồi. Mà cái thông tin xe của mình là mới bỏ đời 2007 đúng không? Không, con của em là được sản xuất năm 2011 chứ. À 2011 vâng, chứ không phải con 2007 à? Không, Mercedes 250 được sản xuất năm 2011. Em đang chào bán mức giá là 350 triệu. À con này là 350 thì anh cứ tưởng con 2007. 2007 thì hiện tại chưa có, anh đang hỏi giá con xe này 200 thì mua con 2007 thôi. 350 thật cơ à? Vâng, 350 của em ấy. 350 là đắt ấy, con này chắc phải bớt đi mới bán được chứ giá thì tất nhiên rồi, anh đã vào việc đâu, kiểu gì mà chả bớt. Đâu cho xem cái phần nội thất nữa. Anh ơi, xe của em đẹp như này mà anh trả 200, chán thật ấy. Này, anh nhìn đây, vô lăng đã được độ lên đời 2015 luôn. Ui, độ cả vô lăng à? Đúng rồi, độ lên nhá. À, ấy. Chất đấy nhỉ? Nhưng con 2011 không thể nào mà có cái vô lăng đời 2015 đấy được ạ. Đâu xem cái hàng ghế này, này. Đây anh, xe Đức mà anh còn chê cái nội thất của xe nữa thì thực sự là em không biết là anh mua xe gì. 250 triệu đúng không? Đúng luôn. À 250 triệu hay 350 nhỉ? 350 triệu. À 350 triệu. Đúng rồi. C250 2011 đúng không? Đúng rồi anh ạ. À ui, mày bán cả can nữa à? Can để đồ của chủ cũ. À. Ừ, được rồi, ok.